Rồi chào anh em. Thì bây giờ là chất xe lên. Đây trước mặt anh em là CB1000 full đồ chơi. Đúng rồi. Chất xe lên chuẩn bị đi Phan Thiết nha anh em. Thì là cái đại hội mô tô, cái festival mô tô Phan Thiết lần này là lớn nhất Việt Nam từ trước đến giờ. Đó. Quy tụ khoảng 2.500 đến 3.000 xe. Thì tổ chức cũng hoành tráng nhất từ trước đến giờ, thời đại mà có mô tô ở Việt Nam tới giờ luôn. Đó. Thì mình cũng may mắn là mình ở trong ban tổ chức. Đó, thì bây giờ mình sẽ chất xe lên. Rồi. Chất đồ lên đầy đủ phụ kiện để đi Phan Thiết. Đó, em theo dõi hành trình của mình. Rồi mình mới tới khu du lịch Bầu Trắng Vườn Mi nha anh em. Ngay chỗ điểm nóng của anh em biker. Đó, quy tụ 2.500, 3.000 xe. Đó, đây là cổng chào mừng với tất cả các thương hiệu. Đó, được HTV rồi BTV đưa tin luôn nha anh em. Đó, rất là hoành tráng. Hứa hẹn là hoành tráng nhất từ trước đến giờ. Rồi ok, bây giờ mình xuống cái xe CB1000 cái đã. Đây, Bầu Trắng Vườn Mi. Đó, quá tuyệt vời luôn. Rồi bên kia là xe cộ, đây dàn xe đã tới trước này, ngày mai mới là khai mạc nhưng mà bữa nay người ta tới trước rất là nhiều. Rồi một chút nữa mình sẽ quay một vòng cái khu du lịch này cho anh em xem. Để giờ xuống cái xe cái dạ, xuống xe cái đã, xuống xe anh. Rồi anh, mày xích qua, mày nhích qua. Nó nặng lên sao qua được. Ừ, qua nó qua. Rồi. Rồi, về lại, về lại, về lại. Về xuống đi. Về lên miếng nữa. Tay ông nè, cụ tay ông. Rồi. Về lên miếng nữa anh. Từ từ từ, cái thang nó chưa vô nữa. Đây, anh chỉnh thang cho. Ok. Lên, lên. Vô nó. Rồi. Ok. Rồi xuống. Vậy, móc đầu đúng rồi. Rồi. Ấy vậy. Ấy vậy luôn. Rồi thả đi. Rồi lấy lái, thẳng lại Hiển. Trở lại. Thẳng lại, thẳng lại. Rồi. Rồi. Rồi chú ơi. Rồi, quá đẹp. Rồi. Xe này ở lại còn xe kia đi ra. Xe kia ra mà kia đậu đi Hiển. Dạ được. Dạ. Đứng đứng ngay tại vì cái trống nó yếu lắm, đừng ngồi. Rồi, 1 2 3. Rồi. Cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn. Con này có nhiêu quá. Dạ. Con này có nhiêu? 500 mấy á. Cho em ruột một chỗ nào mát rượi coi. Đậu xe đúng không? Ừ. Honda CB đúng rồi. Quá đông. Hả? Cái gì? Chở tao luôn mới đúng bạn. Đâu, thẳng hả?
của đường trái đường phải. Thì không khí rất là nóng lên đây, rất là nhiều xe đó, nói chung là 2.500-3.000 xe thì anh em cũng biết rồi. Đây đầy đủ các thể loại hết, Goldwing rồi Harley đó, tất cả các xe mô tô trên cả nước là gần như độc lạ nhất là đều tụ hợp vào đây nha anh em. Đó, ngoài đây đó, xe quá trời xe luôn. Goldwing, BMW, 4-5 hôm nữa mà. Hả? Cái gì trên trời dưới đất gì đều có hết nha anh em. Cái gì em này xem thế nào. Có dàn xe lọc. Hết pin à? Không có, đang kiếm. Có là sao? 3R. Thì hiện tại là đang anh em mô tô cả nước đang tập trung về nên là rất là đông. Thì hứa hẹn là ngày mai còn đông ác nữa. Đó, bên kia thì các gian hàng bên kia, để chút đi qua bên kia quay tiếp cho anh em xem. Anh em Africa. Thế ra đi rồi nó vô clip của mình. Ủa? Đây là cái dàn xe địa hình để chạy trên cát đó của khu du lịch Bầu Trắng Duyên Mi. Đó, rất là nhiều xe, thì một chút mình sẽ trải nghiệm cái xe này luôn cho anh em. Đó, có clip trải nghiệm xe này luôn. Rồi đi vô đây thì bố trí những cái bãi đậu rất là lớn. Đó. Đây thì lều tối nay anh em mình sẽ ngủ ở những cái lều này. Đó, rồi sinh hoạt ở đó luôn. Ao sen, hồ nước, đồ rất là trữ tình nha anh em. Đó. Thì đây là cái khu du lịch Bầu Trắng Duyên Mi này nè, là cái khu du lịch duy nhất ở Phan Thiết có lạc đà nha anh em. Có nuôi lạc đà để cho khách có thể tham quan chụp hình. Đây thì có những cái đây thì có những cái nhà nghỉ đó của khu du lịch luôn, để cho khách có thể nghỉ lại, đào một cái hồ làng nước rất là trong xanh. Nói chung là ở đây là anh mình thì đầu tư rất là kỹ càng và cũng đầu tư được hơn khoảng 5 năm rồi anh em. Đó, bỏ vô đây rất là nhiều rồi. Thì về sẵn dịp thì bây giờ là sắp có cao tốc đi thẳng tới Phan Thiết, thì phát triển du lịch ở đây đó, thì làm cái sau khi mà làm cái đại hội này, thì đại hội mô tô này thì trước đây thì cũng đã làm rất là nhiều cái đại hội mô tô được tổ chức ở đây rồi đó. Làm cái đại hội mô tô này xong rồi thì sẽ tiếp tục là có những cái buổi gặp gỡ để đưa cái nền du lịch của tỉnh Bình Thuận được phát triển hơn. Đó, anh em thấy ở đây đầu tư rất là nhiều. Còn bên kia là phần sân khấu với gian hàng. Đó, thì để mình đi bộ qua bên đó, mình quay tiếp cho anh em xem. Xe chuyên chạy cát, chạy địa hình nha. Đó, thì ở đây thì đầu tư những cái dàn xe này rất là khủng. Thì hôm nay chiều nay anh em có xem được cái clip này thì hôm nay là ngày 24, thì ngày chính thức mà khai mạc thì sẽ là 25 26. Thì ngày 25 thì sẽ có diễu hành đoàn xe xác nhận kỷ lục Guinness Việt Nam, đoàn xe dài nhất, hoành tráng nhất đó. Rồi còn qua ngày 26 thì có tiết mục cưỡi ngựa.
của Việt Gan do anh Đức Tàu Phớ chủ trì. Đây thì có cho thuê trang phục để anh em hóa trang thành Mông Cổ, Nội Mông đó, Mông Cổ với Nội Mông để vô chụp hình với lạc đà, là chụp hình đồi cát rồi này nọ, rồi quầy bánh kẹo. Nói chung là ở đây là đầy đủ tiện nghi. Đây anh Hà đó, một người quen của mình từ rất là lâu rồi, cũng rất là nhiều kỷ niệm với anh Hà. Hiện tại thì anh Hà đang trong cái quầy dưa đó. Rồi bên đây thì chắc là phòng bán vé ở đây. Đại ca, anh Bình chủ chỗ này đó, cũng là anh của mình luôn đó. Anh em thấy bóng dáng đại gia thì nó vậy đó. Mày đi mà tiếp khách cho anh luôn, mày coi mấy anh em vô cổng vô nhảy vô ngoài nước trong kia kìa, phụ anh coi mấy anh em nào chạy bàn luôn đi. Dạ dạ, ok ok. Anh khắp xe cả nhà. Dạ 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 dạ. Hey, trời ơi. Ôi trời ơi. Sao? Bán gì để anh biết mua? Đây cái này là tối nhậu. Cái này tối nhậu. Ok ok. Cái này tối nhậu. Còn giờ cái nào? Còn giờ nước đâu? Bán ngày trước mấy chai nước rồi. Đây đây đây. Ok. Này chuyển khoản tính sau hay sao? Không tính liền. Bao nhiêu? 50.000. Dữ à. Dữ à. Mình mập mà. Thôi thôi. Ủa vậy là giá cả là của anh Bình. Không có giá cả của em á. À vậy hả? À vậy chưa gì hết là hả? Thấy hả? Mất quan điểm rồi nha. Mất quan điểm. Có tem đóng dấu đàng hoàng nhưng mà hàng chất lượng cao. À, ok ok. Ủa chị. Trời ơi, chị bên đây hả? Ok. Rồi hai chai. Dạ. Biết cái này không? Biết. Mì. Trời ơi sao vậy? Anh theo dõi Facebook em lâu rồi. Rồi đông, có đông không? Đông rồi nè. Đông lẻ đi. Đâu? Đông mới lấy nha. Hả? Lấy chai nữa. Nhiêu tiền? Trời ơi, đi ngang đây thôi là nhiêu tiền? 60.000. Đi ngang đây thôi là thấy rớt tiền rồi. Rồi đây 60. Cảm ơn anh bác rất nhiều. Em quay cái clip cái đại ca. Gì nhậu sớm vậy hả? Đây bao nhiêu người mua hai chai? Trời ơi, từ từ đi, đang quay clip mà người quen làm quá ơi. Nhậu sớm vậy trời. Ủa đây, quên đi qua đây. Bia Sài Gòn Luxe nha anh em, cũng là cái đơn vị tài trợ đồ uống cho cái mùa năm nay nha anh em. Đây các bãi đổ xe của các nhà tài trợ. Bên kia là gian hàng đó, sân khấu. À, tối sẽ quẩy ở đây. Anh Hiếu. Sáng thấy thế rồi mà. Lô vô quá. Ok. Đâu thiết kế cho em chỗ đậu mô tô hoành tráng rồi. Em có đem hai cây cờ nữa để trước cửa em nha. Đại ca cho để trước cửa. Để em quay clip vòng cái. Thì cái khu nãy giờ anh em cũng thấy là mình chào hỏi rất là nhiều người trong đây. Thì cái khu du lịch Bầu Trắng này là của anh em, của anh của mình đó, thì cũng là người dẫn dắt của mình luôn, mình gọi đại ca. Thì còn lại là anh em thấy là trong khu du lịch là toàn bộ là người quen hết đó, anh em thân thiết rất là nhiều năm nay rồi. Dạ. Benji R6 hả? Ai chơi xe lâu rồi sẽ biết ảnh. Dạ. Quầy anh để đâu? Đây nè. Ngay đây luôn phải không? Ừ, ngay đây. Ok. Còn chỗ không cho em dựng cái xe thôi. Hả?
còn chỗ không cho em dựng cái xe? Trời, ở đây rộng chỗ mà. Gì? Sáng đi xe gì vậy? Sáng đi xe gì mà thấy à? Thì cái chi đông à. Anh em nhìn là biết ai chơi xe lâu mà phải xe nào khủng là biết nha. Anh Lâm Tăng nha. Ủa mà anh đi xe nào mà đi ngang thấy em? Đi cái chi tông á. À đi cái chi tông hả? Thấy em tưởng anh đi thấy sáng thấy cái Xmax độ cũng dữ lắm, em tưởng anh đi. Ủa, ủa còn mấy cái xe của anh là đưa bán tải tới hả? Rồi để em đi quay một vòng nha, anh em gặp sau. Dạ. Rồi cũng hết rồi anh em. Thì đây là cái sân khấu đó. Bên kia thì đang bố trí những cái bàn tiệc. Đó, rất là đẹp. Bên đây thì bố trí các bàn tiệc. Rồi, thôi bây giờ tạm dừng ở đây để mình lo mình phụ anh mình tiếp khách cái. Rồi, đằng sau đây thì đang dựng sân khấu nha anh em. Đó, đang kéo dây điện đồ rất là dữ dội. Bên đây thì khu ăn uống. Nó đang chuẩn bị cho những cái nhóm nấu để ngày mai phục vụ 2.000 khách hàng. Đó, 2.000 khách. Đây thì chỗ của anh mình tự sửa xe, tự sơn xe luôn. Đó. Nói chung là vòng vòng trong cái khu vực này là một cái quy trình khép kín. Xe mới sơn xong. Độc lạ bầu trắng, nửa xanh nửa đỏ. Đặc biệt xe biển số xanh luôn. Đó, thì những cái mà ADV, những cái xe địa hình mà anh em thấy ngoài á, mà nếu mà có hư á, thì vô đây tự sửa, tự xử lý luôn nha anh em, chứ không có cần phải đem ra ngoài hết. Đây, dàn sân âm thanh sân khấu của Hiển Event. Đó. Đây, quá hoành tráng luôn. Lần đầu tiên mình được đứng sau một cái cánh gà như thế này. Rồi có ngày mai thì sẽ có những cái danh hài MC với người nổi tiếng lên dẫn chương trình nữa. Thì chiều nay thì anh em sẽ được xem cái clip này, thì chiều nay post thì anh em sẽ được thì anh em nào mà thấy mà ok mà nhà có thể gần đây hoặc là cảm thấy mà thích ra ngắm những chiếc xe mà siêu xe, có cả siêu xe và siêu mô tô luôn đó, thì anh em có thể sáng mai khoảng 6-7 giờ sáng có thể có mặt ở đây ngay tại Bầu Trắng You and Me, để anh xem search Google là lên là ra tới, từ Mũi Né chạy ra thêm chút nữa là tới đó, thì anh em có thể mà tham gia cái lễ hội này, vì không có bán vé đó, ra vô miễn phí, được ngắm xe, được tham quan khu du lịch. Rồi xin cảm ơn anh em đó, và hẹn gặp lại anh em vào cái clip mà sau khi cái sự kiện này diễn ra vào ngày mai và ngày mốt. Thì ngày mai thì sẽ gồm có là diễu hành xe lớn nhất Việt Nam đó, quy tụ khoảng 2.000 đến 2.500 xe. Rồi ngày mốt thì sẽ có đua ngựa đó, có ngựa của Việt Găng Brotherhood là của Đức Tàu Phớ, và kể cả ngựa của anh chú Vũ Trung Nguyên, cà phê Trung Nguyên cũng gửi xuống để tham gia cái giải đua ngựa ngay phía sau này. Rồi mình sẽ dẫn các bạn tham khảo một cái dàn xe khủng đó. Thì cái lễ hội này là lớn nhất Việt Nam về mô tô rồi, nên là đây có những cái siêu xe đó, như anh em thấy không bao giờ, ít khi nào thấy có thể có dịp để gặp ngoài đường. Nó độ quá đẹp luôn. Đồ thủ công nên là bô, thí dụ bô hiệu gì mình cũng không biết nha. Đó. Đây thì có mâm hồng nữa. Mâm hồng rơm. Rất là đẳng cấp. Harley Davidson. Bên đây thì có T-Rex. Hai con T-Rex. Đó, hai con T-Rex. Dòng xe mà anh em rất khó có thể mà gặp trên đường. Đây BMW S1000 RR độ kinh, độ rắc style. Đó. Thì đây là cũng xe cũng của một người em chơi chung. Đó, thì anh em thấy BMW S1000 RR thì nhiều rồi, nhưng mà ví dụ anh em thấy kéo dài gấp ra như vậy thì chắc là chưa bao giờ, đúng không? Đó.
dàn áo full carbon nha, full carbon nha anh em. Đó, đồ ray đầy đủ hết. Qua đây thôi, qua đây Lộc. Đây, tiếp tục những cái con Harley đổ rất là khủng. Con này có cả logo của Ferrari nữa. À, logo hình con ngựa. À, rất là đẹp. Bên đây thì có Hayabusa độ cũng độ rắc luôn. Đây. Bow over. Nói chung là tập trung những cái chiến thần về xe buýt tại cái triển lãm này nha anh em. Đó. Đó bên đây độ đầu lâu luôn. Thì lấy từ form xe gì làm lên mình cũng không biết luôn, chừng trúng xe người ta. Đó. Hình như cái logo này thì chắc là cũng Hayabusa luôn quá. Mình cũng không biết nữa, độ bánh béo siêu bự. Đó. Rất là to. Harley, Harley. Đó, ok. Bên kia thì rất là nhiều xe này, hồi sáng cũng có quay rồi. Rồi. Hẹn gặp lại anh em vào cái clip mà sau khi cái sự kiện này nó kết thúc nha anh em. Cảm ơn em rất nhiều.